Giới thiệu đến các bác một cặp loa Audax của Pháp, made in Pháp các bác nhá. Cặp loa này thì có cái kiểu dáng rất là đẹp luôn, độc lạ. Hình hai cái hình trụ đấy, nối với nhau và thiết kế ống hơi ma trận từ cả trên cả dưới các bác nhá. Đấy, rất là đẹp, độc đáo. Con này thì nó có cái kích thước chiều bát đó là 8 cm, nó nhỏ như cái loa Victor mà màng gỗ. Đó. Chiều sâu thì cỡ tầm 25. Đây là thiết kế rất là độc đáo luôn. Mặc dù loa khá là nhỏ xinh nhưng mà cái cặp này ấy, nó thiết kế thùng ma trận cho nên là cái tiếng trầm của nó rất là tốt. Ở dưới này thì nó có cái chấu để chống rung. Thiết kế cái loa cực kỳ xinh xắn. Cặp này sản xuất tại Pháp các nhá, sản xuất tại Pháp. Đấy, cặp Audax rất là nhỏ, em để một cái bật lửa đây để cho quý vị nhìn cái nó biết được nó nhỏ cỡ nào, rất là nhỏ, nhất nhỏ xinh. Đây, thích hợp với những anh em đặt ở phòng phòng nhỏ, phòng ngủ ấy. Loa rất là nhỏ nhưng chất âm rất là chi tiết các nhá. Giải trầm cũng không thua kém gì những cái cặp loa cỡ to hơn. Thiết kế rất là độc đáo. Nó bằng cái ống giấy cho nên là cái con loa này nó cũng không nặng đâu. Đấy. Một cái con này nó chỉ khoảng tầm chắc cân rưỡi thôi, chắc là cân rưỡi thôi. Đấy. Rất là nhẹ. Đấy. Thiết kế cái thùng ma trận, ống thông hơi rất là độc đáo nhá. Bát nó là 8 cm toàn dài của Pháp. Đấy. Gân cao su. Đấy, rốn là rốn giấy. Hai cái rốn này nó có bị lõm hai vết các nhá. Đấy, ở đây thì có cái lưới sắt bảo vệ đây. Cái này nó làm gọi là trang trí thôi chứ cũng không bảo vệ được nhiều, bởi vì cái lan của nó chỉ có hai lan này thôi. Đấy, nên là bị hai vết lõm như này, anh em về hút ra. Đấy, tuyến loa thì còn rất là đẹp luôn, không có bị rách chiếc gì cả. Đấy, gân cao su còn rất là mềm. Đấy. Cặp này thì có giá là 2,5 triệu các bác nhá. 2,5 triệu cặp loa Pháp Audax của Pháp, rất là hiếm trên thị trường. Quý vị có nhu cầu thì liên hệ cho em qua số điện thoại 0972451489 các bác nhé. Em xin sang cái sản phẩm tiếp theo. Và tiếp theo thì em quay Nam Khánh lại quay giới thiệu cho các bác một cái cặp kèn Onkyo HM500A, hàng rời, có nó có thiết kế cái họng sơn sần rất là đẹp. Đấy, thì cái dòng họng rời và họng tháo thùng thì nó khác nhau về phần ngoại thất là sơn sần này. Đấy, còn có con hàng tháo thùng thì nó sẽ là sơn đen thôi. Và hoàn thiện dòng rời này thì nó hoàn thiện tất cả những cái phần đằng sau, cũng như là cái củ nó cũng có chụp đây. Đấy, củ nó có chụp và có cọc loa. Thì clip nào thì em cũng có nói rõ để anh em phân biệt và biết được về những cái giá trị của những cái cặp 500A này. Đây là 500A thì sẽ có tem như này, HM500A các bác nhá. Còn những cái cặp tháo thùng thì nó sẽ không có hoàn thiện các cái phần đấy, không có chụp này, không có sơn sần này, không có cọc loa này. Đấy, và không có sơn những cái phần họng trong này. Và nước sơn nó cũng khác nhau, cái dòng rời này thì nó sẽ là sơn sần các bác nhá. Cặp này thì hôm nay vận chuyển về thì nó bị gãy mất một cái miếng góc này, em sẽ thanh lý cho quý vị giá cực rẻ luôn. Bởi vì là thực ra này, nếu mà đáng nhẽ còn cái miếng này ấy, đầu mối người ta lại lúc người ta đóng gói vận chuyển lại người ta lại làm mất cái miếng này của em, cho nên là nó không có gắn lại được, cho nên là sẽ thanh lý cho anh em giá rẻ. Đấy, cái này là nó mới gãy, mua ở bên kia thì nó không có gãy, cái này nó mua bên kia nó vuông chằn chặn luôn, đẹp luôn. Đấy, vận chuyển về mà người ta đóng lại, người ta chèn xốp, người ta lại làm thất lạc mất cái miếng này, hơi tiếc tí. Thì cặp này em sẽ thanh lý cho quý vị giá gọi là cực rẻ. Bình thường một cái cặp này thì nó sẽ tầm 6 triệu, hơn 6 triệu tùy theo thời điểm mua. Cặp này em sẽ thanh lý cho quý vị giá bằng, chỉ gọi là ngang tiền với cả một cặp hàng tháo thùng các nhá. Hàng tháo thùng thì nó không chất được như những cái dòng rời này đâu. Đấy, dòng rời này nó chất hơn nhiều. Đấy. Cặp HM500A 30W các nhá, made in Japan. Cặp này thì sẽ thanh lý cho quý vị giá là 4,8 triệu đồng. Đấy, một cái cặp này hàng tháo thùng thì nó cũng đã 4,7 triệu rồi. Thì cặp này em bình thường giá là 6 triệu, hơn 6 triệu. Thì hôm nay em thanh lý cho quý vị cái cặp HM500A này chỉ có 4,8 triệu đồng các bác nhá. Đấy, cả củ và họng tất cả đều nguyên zin và hát tốt.
Dòng này thì nó sơn sần thì nó cũng có gọi là chóc sơn nhẹ như này các nhá. Đấy, cái này thì nói chung là anh em chỉ về việc chấm một tí xi đen sơn đen vào đây thôi là xong thôi, chứ nó cũng không có bị xây sức nhiều. Cái này thì nó theo thời gian và vận chuyển thì nó có bị xây nhẹ như này. Đấy, rất là nhẹ thôi. Đấy, còn đâu là những cái nước sơn sần này nó vẫn còn rất đẹp các bác nhá. Đấy, 500A 30W 8 ohm Made Japan. Đây phần cọc loa. Tất cả đều nguyên zin và hát tốt các nhá. Để cho quý vị chỉ có 4 triệu 800 nghìn đồng thôi. Chỉ có nhỉnh giá so với cả một cặp hàng tháo thùng một chút xíu thôi. Nhưng cái con này nó rất là đẹp. Nước sơn của nó là sơn sần. Đấy, rất đẹp các nhá. 4 triệu 800 nghìn đồng cho cái cặp HM500A này. Thì quý vị có nhu cầu thì liên hệ cho em qua số điện thoại 0972 451 489 các nhá. Đấy, em xin chuyển sang cái sản phẩm tiếp theo. Sản phẩm tiếp theo thì em quay cho quý vị hai cặp chép của Bühler phía bên trái đây. Các bác nhìn đây thì cái cấu hình của nó rất là giống nhau về phần họng này. Đấy. Còn đâu cái con này thì nó là con PT202B. Đấy. Made in Japan, Tokyo của Bühler. Đó. Còn cái con này thì nó lại là con PT8 các nhá. Đời nó khác nhau nhưng mà cấu hình về phần họng thì nó tương đối là như nhau. Đấy, khác nhau một chút xíu là con này là hàng hàng rời, còn đây là hàng tháo thùng. Nghĩa là những cái con này thì nó nắp ở trong những cái cặp loa hãng người ta làm ở trong thùng thì người ta sẽ không hoàn thiện, như các bác nhìn thấy đây thì nó sẽ không hoàn thiện là phần sơn và không có chủ. Những cái con tháo thùng thì nó sẽ chỉ hàn dây rồi thôi, còn những con hàng rời thì nó sẽ làm những cái cọc loa như này. Đấy, thì nó sẽ đắt tiền hơn và nhìn nó sẽ đẹp hơn. Đây con này còn đủ chân. Đây thì có một cặp Bühler PT8 và một cặp Bühler PT202. Thì cặp này đều là từ Anico hết các nhé. Hai cặp này đều là từ Anico. Nếu mà anh em nào thích cái con này về đẹp hơn ấy, thì anh em tháo ba con ốc này ra, rút nó ra trước này, để anh em sơn cái phần họng này. Hãng người ta không hoàn thiện đâu, người ta lắp ở trong thùng người ta không hoàn thiện. Thì mình sơn màu gì thì tùy, nhưng mà khi sơn vào sẽ đẹp hơn. Con này thì nó phù hợp với cả những cái màu vàng gold ấy, hoặc là những cái nó như những con PT6 ấy, nên nó rất đẹp. Và anh em gắn cho nó một cái chân chân quỳ. Đấy, cái này thì em đang hết chân cho nên là không cho anh em được cái chân nào cả. Đấy, bình thường thì nó sẽ có chân để cho anh em luôn. Đấy, hiện tại là không còn chân nào cả. Đấy, cặp này thì có giá là 2 triệu 200 nghìn đồng các nhá. Cặp PT202 giá 2 triệu 2. Còn đâu cặp PT8 này thì có giá là 4 triệu 200 nghìn đồng. Để cho quý vị 4 triệu các nhá. Đấy, rất là chất luôn này. Đấy, cặp này thì nó sẽ đẹp hơn. Nếu mà quý vị mua về mà bày luôn thì lấy cặp này. Đấy. Còn nếu mà anh em mua về thích chế cháo về cái sơn màu này thì anh em sơn màu màu vàng đồng lên ấy, nó rất là đẹp. Tất cả những cái chóp này còn rất mới nhá, kể cả những con này thế đấy. Đấy. Giá 2 triệu 2 một cặp này và cặp này là 4 triệu 2 thì để cho quý vị tròn 4 triệu. Quý vị có nhu cầu cái cặp nào thì liên hệ cho em qua số điện thoại 0972 451 489 các nhá. Và cặp loa tiếp theo thì em quay giới thiệu đến quý vị là cặp loa Bühler CS300, một cặp loa cổ sinh năm 1973. Căng cước các bác nhá. Thùng còn khá là đẹp. Cặp loa này thì sở hữu cấu hình là một bát 20 cm và một chép 6,6 cm, tất cả đều là màng FB, màng vàng FB và củ lăm châm Anico. Cặp loa này thì thích hợp với những anh em mà nào mà chơi những cái dòng nhạc Free 75, những cái dòng nhạc thu âm trước 575 thì nó rất là phù hợp. Cặp này thì không thể chơi được những dòng nhạc mạnh các nhá. Các bác xem video của Lâm Khánh thì em sẽ nói rõ những cái cặp nào mà nó phù hợp với những cái dòng nhạc nhẹ nhàng, dòng nhạc xưa. Còn những cặp nào chơi những cái dòng nhạc mạnh được thì em sẽ thông báo cụ thể để anh em được biết. Tránh trường hợp nhiều khi anh em bỏ cái đồng tiền ra, các anh em mua về nhưng mà ví dụ như cặp loa cổ này thì còn rất là đẹp và sẽ có nhiều anh em thích, nhưng đáp lại thì nó chỉ chơi được những cái dòng nhạc vàng và những cái dòng nhạc trước 575 nhẹ nhàng, chứ nó không thể đánh được những cái dòng nhạc mới hoặc là những cái nhạc anh em ưa máu lửa, những DJ lăng top các thứ là nó không chơi được đâu. Cặp này thì có chiều rộng là 27, chiều cao là 47 cm các nhá. Đấy.
hàng ship trực tiếp từ Nhật về, còn khá đẹp. Căng là căng cước các nhá, căng cước màng FB, chép FB và bát cũng là FB. Ngay bây giờ thì em mời quý vị cùng nghe thử một đoạn cái cặp Tiller CS300. Và để không mất thời gian của quý vị thì em cũng xin báo giá luôn với quý vị cái cặp Piler CS300 thì có giá là 4 triệu đồng các nhá. 4 triệu đồng. Cặp loa này thì còn khá đẹp các nhá. Chưa bao gồm phí ship Piler CS300 các nhá. Đấy, thùng gỗ còn khá là đẹp đây. Một cặp loa tuổi đời 50 năm rồi. Cái cặp này là sản xuất năm 1973 và bây giờ là 2023. 50 năm tuổi rồi. Đấy, còn rất là đẹp các nhá. Đấy, thùng quách các thứ là còn rất là ok. Đây là những cái vết bị mòn các nhá, chứ nó không có bị hư hại gì. Cái này thì nguyên zin từng con ốc, chưa tháo ốc các nhá. Dòng củ 500 Maneco. Và đây là cái phần tem thông số của hãng này, Piler CS300 Made in Japan, 8 ohm, công suất 16W. Như anh em là chưa âm ly đèn hoặc âm ly cổ xuất âm tụ thì đánh các cặp loa này thì cũng rất là ok. Cầu loa của nó thiết kế dạng cọc ấn này, cọc ấn và có thể đánh hai way hoặc đánh phun răng tùy ý. Phun răng thì anh em đánh ở dưới này nhá. Đấy, dưới cùng kia là cái tem kiểm định và số seri. Chiếc bên đây. Đây, chiếc bên đây. Cũng rất là đẹp nhá, vuông vắn không có bị bể nở xíu nào. Đây là những cái vết mòn. Đây, tem đây. Và đây là cái số seri và tem kiểm định đây. Đó, đây là những cái vết mòn các nhá. Nó kiểu vận chuyển nó bị mòn chứ không có bị bể nở ở gì cả các bác nhá. Đấy. Nguyên zin từng con ốc, em chưa tháo ốc các bác nhá. Đấy. Nguyên zin hết nhá. Đó. Cặp này thì có giá là 4 triệu đồng. Cặp loa Piler CS300 bát 20 màng vàng FB, chép cũng là chép vàng FB. Rất là quý giá. Cặp này thì là cặp e căng liền các bác nhá. E căng liền, căng cước hai lớp. À, nhưng mà nó dòng này thiết kế căng không có tháo được, nó bắt từ đằng sau vào. À, cho nên anh em để ý cái này nhá. À, đây. Chỗ này nó có một cái vết đứt của cái một nan gọi là căng. À, cái này không ảnh hưởng gì. Đây cái tem logo Piler mạ vàng ở phía đằng trước đây. Đây. Hai chiếc đều còn rất đẹp các nhá. À, thùng quách các thứ thì rất là ok luôn. Giá là 4 triệu đồng. Quý vị có nhu cầu thì liên hệ cho em qua số điện thoại 0972451489. Em xin nhắc lại với quý vị là cái con này thì nó sẽ phù hợp với những anh em nào chơi đầu băng cối, đầu băng cassette, những cái dòng nhạc trước năm 75. Nó rất là phù hợp, trung âm rất là tốt, tiếng chép hay. Còn những anh em mà ưa máu lửa thì không nên mua những cái cặp loa như này các nhá.